Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio Trung Anh, một kênh YouTube chuyên test âm thanh, giới thiệu sản phẩm và tư vấn những thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Vâng, hôm nay thì em muốn chia sẻ một chút xíu cùng với lại quý vị và các bác. Đó chính là hiện tại thì ở nhà của chúng ta thì có rất là nhiều bác là đang dùng âm ly này, đang dùng vang liền công suất và dùng vang giỏi, đẩy giỏi. Đấy, thì trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ tư vấn về phần vang giỏi và đẩy giỏi. Có rất là nhiều bác là chúng ta dùng vang giỏi, đẩy giỏi rồi nhưng bị hú rít mic rất là nhiều, hoặc là chúng ta cắt được hú rít mic nhưng chúng ta hát karaoke mic nó rất là nặng và hát tiếng nó không nảy. Đấy. Vâng, nếu mà để mà một cặp loa mà chúng ta chỉnh cho nó không bị hú rít mic thì nó quá đơn giản. Và hiện tại bây giờ em đang cắm cặp loa siêu chép Bose T10 quý vị nhé. Đây, em đang cắm cặp loa siêu chép này luôn. Đấy, cộng với lại cặp loa BMB 2000C. Đây, em đang đấu song song với lại cặp loa BMB 2000C quý vị nhé. Đấy, đó chính là cặp loa siêu chép Bose T10. Thì để em sẽ test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe xem là nó có bị hú rít mic hay là không. Và kể cả là ở đây các bác có thể nhìn thấy rất là gần. Hoặc là chút xíu nữa em sẽ hát test thử một đoạn, em sẽ đứng ở ngay đây. Đấy, em sẽ đứng ở ngay đây và em sẽ hát test thử xem là nó có bị hú rít mic hay là không. Bình thường ở nhà thì chúng ta cũng hay lạm dụng cái chín áp chép ở đây. Đấy, có nhiều bác cho lên hướng 1 giờ, hướng 2 giờ. Đấy, nhưng ở đây thì hiện tại bây giờ cái âm chép em đang cho hướng 12 giờ, âm trung thì em đang cho hướng tầm 12 rưỡi, âm bát của nhạc em đang cho hướng 11 giờ. Đấy, trung chép trung bát của mic thì em đang cho hướng 11 giờ này, hướng 12 giờ và hướng 11 rưỡi. Đấy. Vâng, quý vị và các bác chúng ta có thể tham khảo cái cách chỉnh này quý vị nhé. Đấy, tức là em không chỉnh quá nhiều. Đấy, về những phần bát trung chép của vang em không chỉnh quá nhiều. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái mic này này, cái nút chỉnh mic này. Em cho ở đây là hướng 7 giờ rưỡi tầm đó thôi. Nếu mà chúng ta theo kim đồng hồ thì hướng này là hướng tầm 7 giờ rưỡi thôi. Vâng, bình thường thì nếu mà chúng ta mà cho cái nút chỉnh mic này mà nó ở hướng 7 giờ rưỡi thì chúng ta làm sao mà chúng ta hát được, đúng không ạ? Và mic ở phía trên này em đang cho hướng 18 thôi. Đấy, độ lớn 18, bên này 20 này, 20 nhưng mà bên này em không sử dụng nhé. Em sử dụng bên này thì nó là 18 này. Đấy, mắc của nó là 20. Nhạc, đấy, nhạc đầu vào thì đang cho hướng 10 giờ. Đấy, quý vị và các bác chúng ta cùng có thể tham khảo cái cách chỉnh này quý vị nhé. Đấy. Và tai nghe của mỗi một người thì nó một khác nhau. Và ở đây là delay và repeat. Delay là lặp lại dài hay là ngắn, còn repeat là lặp lại bao nhiêu lần thì chúng ta biết rồi. Còn đây là echo. Echo em để hướng 11 giờ. Đó, echo em để hướng 11 giờ. Bình thường nếu mà cục đẩy công suất các thứ mà chúng ta để mic tầm hướng này thì nó rất là nặng, đúng không ạ? Nhưng đây các bác có thể thấy là đây. 1 2 6 7. 1 2 6 7. Các bác nhìn vào đầu thu của mình. 1 2 6 7. Tiếng tiếng rất là lớn, đúng không ạ? Tiếng rất là lớn, chắc và tròn. Đấy. Đó chính là em đang để cục đẩy công suất của em hướng 3 giờ quý vị nhé. Cục đẩy công suất của em hướng 3 giờ. Đấy. Ở nhà thì thường thường là có những bác mà đã xem những video của bên Cốc Cốc Audio chúng em thì quý vị và các bác cũng sẽ biết cái cách chỉnh này, bởi vì cái cách chỉnh này là em đã có một hai video ở trên kênh rồi. Nhưng
Vừa rồi thì cũng có khá là nhiều bác hỏi em về cái vấn đề hú rít mic ở trong dàn âm thanh của chúng ta. Thì hôm nay thì em làm một video nữa để cho những bác nào mà chưa được xem video đó thì quý vị và các bác có chúng ta có thể tham khảo. Đấy. Còn bác nào mà đã biết rồi và bác nào đã là cao siêu rồi thì các bác có thể bỏ qua video này. Đấy. Bình thường nếu mà chúng ta cho cục đẩy công suất hướng 3 giờ thì vừa rồi em đã test rồi nhé. Nếu mà bây giờ chúng ta cho về hướng 12 giờ thì sao ạ? Cho về hướng 12 giờ. Anh đi. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. Chúng ta có thể nghe thấy chất âm của mic thì nó bị nhỏ lại một chút xíu và nó không được nảy như trước rồi đúng không ạ? Đây, bây giờ em sẽ cho lên hướng 10 cho lên hướng 3 giờ nhé. Đấy, bây giờ em cho lên hướng 3 giờ. Bình thường thì em thấy có nhiều bác là cho hướng 10 giờ hoặc là hướng 12 giờ. Thì thực ra cục đẩy công suất thì ở trong phòng hát á, thường ở trong phòng hát thì chúng em sẽ cho nó mắc cơ. Đấy, chúng em sẽ cho nó maximum như thế này luôn. Nhưng ở trong gia đình của chúng ta thì chúng ta nên cho tầm hướng 3 giờ thôi. Đấy, còn bình thường thì ở phòng hát thì bên em sẽ cho mắc. Đấy. Và như thế này thì là nó sẽ không bị hạn chế tiếng mic các bác nhé. Đấy. Nếu mà vẫn là chế độ như thế này các bác nhé. Ở trên vang em không động đến nhé. Nếu mà chúng ta cho hướng 10 giờ chẳng hạn này. Đấy, cho về hướng 10 giờ nhé. Đấy, cho về hướng 10 giờ. Im xe luôn này. Và em sẽ test tiếng mic này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiếng mic nó rất là nặng. Tiếng mic nó rất là nặng. Đấy, tiếng mic nó cực kỳ là nặng. Nếu mà như vậy chúng ta sẽ phải cho cái mic này nó lên đúng không ạ? Chúng ta cho mic này nó lên 1, 2, 3, 4. Chưa nhẹ đâu. Đấy, chưa nhẹ đâu và chúng ta phải cho lên nữa 1, 2, 3, 4. Chưa nảy, chưa nhẹ. Đấy, chưa nảy, chưa nhẹ. Chưa nảy, chưa nhẹ là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta đã giới hạn nó ở cái cục đẩy công suất này rồi. Đấy, chúng ta có thể cho về hướng tầm hướng 8 giờ, hướng 7 rưỡi, hướng 8 giờ đây. Chúng ta cho nó lên chúng ta cho nó lên hướng 3 giờ. Chúng ta cho nó lên hướng 3 giờ và chúng ta thử nghe xem nhé. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. Tiếng mic nó rất là nảy. Tiếng mic nó không những nảy. Tiếng mic nó không những nảy mà tiếng mic nó rất là lớn luôn các bác nhé. Tiếng mic nó cực kỳ là lớn. Đấy, đây em lại cho về nấc nữa đây này. Đấy. Đây, đây 1, 2, 6, 7. Đấy. Thì quý vị và các bác chúng ta chỉnh ngon lành ở trên vang này rồi. Chúng ta chỉnh ngon lành ở trên vang này rồi và chúng ta cho cái cục đẩy công suất này lên chút xíu các bác nhé. Đấy, các bác cho cục đẩy công suất này lên này. Đấy, rất là nhiều bác thì chúng ta đã vô tình. Đấy, chúng ta đã bóp lại. Đấy, chúng ta đã giới hạn cái đầu ra của mic bằng cái cách là chúng ta chỉnh cục đẩy công suất. Nhưng cục đẩy công suất thì chúng ta nên để ở hướng 3 giờ. Đấy, nên để ở hướng 3 giờ thì chúng ta hát karaoke nó sẽ là ok nhất, nó sẽ là hay nhất và tiếng nó cực kỳ là nảy. Đấy. Còn nhạc thì chúng ta có thể cho tiếng nhạc ở TV ở đầu, ở trên đầu bốc nhỏ lại hoặc là trên vang như thế này. Như ở trên vang này của em là em đang để hướng 10 giờ đây. Đấy. Và cái cách chỉnh vang nhẹ mà hay mà nó không bị bóp méo tiếng quý vị nhé. Đấy, nhẹ mà hay, nó không bị bóp méo tiếng thì các bác có thể tham khảo cái cách chỉnh vang như thế này. Đấy. Còn những bác cao siêu rồi thì em không nói làm gì. Đấy, đây là những video mà để cho những bác mới chơi và mới tập chơi. Đấy, chưa biết cách chỉnh như thế nào cho nó hay và chúng ta chưa biết hoặc là chúng ta vô tình chúng ta lại đang bóp cái tiếng mic nó lại và chúng ta giới hạn tiếng mic của chúng ta làm cho chúng ta hát karaoke nó bị như kiểu là bị ngạt tiếng và cái tiếng nó không được thoát tiếng, nó không được bay và không được nảy tiếng các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke nhé các bác nhé. Đấy.
vang và cục đẩy công suất là em không động đến rồi nhé. Và em sẽ đến gần, em sẽ đến gần siêu chép em hát test thử nhé. Mình 1 2 6 7, 1 2 6 7, 1 2 6 7. Em đang đứng đây này nhé. Mình 1 2 6 7. Tiếng xì của chép cực kỳ là hay luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Vâng, và đây là em đang chỉnh. Đấy, em đang chỉnh và em đang test bằng cả cặp siêu chép quý vị nhé. Đấy, em đang test cả cặp siêu chép luôn. Đấy, còn nếu mà nó là một cặp loa không thôi đó, một cặp loa không thôi thì nó quá là đơn giản luôn các bác nhé. Đấy, nếu mà để mà một cặp loa không thì nó cực kỳ là đơn giản. Và kể cả siêu chép như thế này thì quý vị và các bác có thể nhìn thấy là em đứng ở ngay chỗ siêu chép thôi. Em đứng ở ngay chỗ siêu chép thôi, em hát karaoke mà nó cũng không hề bị hú dính mic. Đấy. Quý vị và các bác, chúng ta có thể tham khảo cái cách chỉnh và chúng ta có thể mở chúng ta có thể mở cái giới hạn của cục đẩy công suất lên và chúng ta cho cái chín áp ở to nhỏ của mic trên vang lại để cho chúng ta hát karaoke nó được hay hơn, nó được bay bổng hơn và nó được thoát tiếng hơn quý vị nhé. Đấy. Vâng, chúc quý vị và các bác chúng ta thành công và chúng ta chỉnh được cái bộ dàn karaoke nhà chúng ta nó hay nhất. Bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Mọi chi tiết thì xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.